Chào anh em là Duy. Và hôm nay em xin giới thiệu đến với anh em những mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko. Những chiếc Seiko Quartz dây da. Họ rất là dễ lên tay và dễ phối đồ. Anh em nào thích một phong cách hơi trụng trạc thì có thể đeo những mẫu này, hoặc là những chú những bác nào có lớn tuổi có thể đeo những mẫu Seiko Quartz này rất là đeo. Đó. Và về chiếc đầu tiên, đó là chiếc SUR266P1. Đó, với mức chống nước đến 100m. Và kính là kính Hanlex. Kính Hanlex thì là kính độc quyền của Seiko. Đó, anh em nhìn sau. Đó. Moment Japan. Chiếc này thì không phải bản nội địa anh em nhá. Chiếc này là bản quốc tế, dùng máy caliber 46N42. Đây, máy pin. Thì chiếc Seiko này thì giá cũ ở cửa hàng em đang bán là 2.950.000. Tuy nhiên thì đợt này đang thanh lý nên giá chỉ hơn 2 triệu một tí thôi. Đấy, thì anh em nào, chú bác nào có nhu cầu muốn mua chiếc Seiko này thì có thể liên hệ đến Zalo 0868 868 488 để được mua hàng. Vì chiếc này cũng khá là hiếm, cũng không hẳn hiếm nhưng mà thật sự là nó cũng còn rất là ít. Đấy, thì ai thích có thể liên hệ sớm với em nhé. Và chiếc thứ hai đó là chiếc SUR213P1, cũng với mức chống nước 100m và dùng kính Hanlex. Đó. Người nhìn thấy này. Đây này, cái này là sản xuất ở Trung Quốc nhá. Nhiều người lưu ý giúp em nhá, tại vì thực ra là rất nhiều khách không biết gì thì sẽ bảo cái này là sản xuất tại Trung Quốc và là hàng Trung Quốc. Tuy nhiên thì đây nó là hàng Nhật và là sản xuất tại nước thứ ba, đó là nước Trung Quốc. Đó, còn Seiko thì nó sẽ chỉ có hai dòng, một là bản quốc tế là sản xuất ở nước thứ ba, hai là bản nội địa thôi anh em nhé. Đấy. Water resistant 13. Đó. Stainless steel. Cả hai chiếc Seiko này thì đều có size mặt là 42mm. À đâu, chiếc vỏ vàng thì là 41mm, còn chiếc này là 42mm. Đó, đấy, chiếc này thì là dây da thuộc là mịn. Còn đây là chiếc dây da dầu vân cá sấu, cũng là da thuộc thôi, không phải da cá sấu chuẩn đâu ạ. Đó, và đi kèm với nó là hai bộ khóa xiên. Đó, cái chiếc Seiko này thì cửa hàng đang sale thì chỉ với mức giá nhỉnh hơn 2 triệu một chút thôi. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ sớm với cửa hàng để được tư vấn và mua hàng. Và hai chiếc này em đều có cả dây kim loại nhá, nhưng mà nay em không để ở cơ sở hai nên là em không có thể quay video được cho anh em. Để mai em có thể, mai em sẽ lên lại video quay hai mấy chiếc kim loại cho mọi người để mọi người được xem nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn anh em.